Thông tin cựu tổng thống Pháp quay lại chính trường đã khiến cho thị trường xáo động. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Nicolas Sarkozy, người từng bị cáo buộc lạm quyền, có thể thay đổi được nền kinh tế Pháp hay không? Nếu như Pháp bị coi là nền kinh tế đang mắc bệnh của châu Âu thì liệu có thuốc chữa hay không? Những người ủng hộ cho ông Nicolas Sarkozy nghĩ vì cựu tổng thống này chính là liệu thuốc đó. Ông Sarkozy đang mở chiến dịch vận động tranh cử cho vị trí ứng viên tổng thống vào năm 2017. Tôi phản đối liên minh giữa đảng xã hội và đảng mặt trận quốc gia. Họ đã coi tôi là mục tiêu công kích suốt nhiều năm qua, để tiến đến vị trí ứng viên tổng thống, ông Sarkozy đang tìm ghế lãnh đạo ở đảng cánh hữu UMB. Ông hứa hẹn sẽ thay đổi hệ thống thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và hứa sẽ thực hiện được những gì mà chính phủ đương nhiệm không giữ lời. Tuy nhiên, bất chấp những lời hứa có cánh, ông Sarkozy vẫn bị xem là người gây chia rẽ trên chính trường Pháp. Điều này khiến giới đầu tư tỏ ra lo lắng. Bất kể ai nắm quyền trong quốc hội thì cải cách vẫn là một quá trình rất khó khăn, từ việc có được lòng tin của công đoàn phi công đến việc xử lý nợ công, giảm theo một ngân sách vân vân. Tôi không cho rằng làm xáo trộn chính trường là một điều cần thiết với Pháp trong lúc này.